thay đổi diện mạo của sân khán đài. Đẹp. Đẹp. Khán đài rất đẹp. Giám đốc trung tâm đang giám sát anh. Ủa anh Khánh coi anh chưa? Anh Khánh này coi xin sổ anh coi anh Nhiên. Thấy cái xin sổ của anh. Rất đẹp. Mấy ngày rồi là đẹp. Đây, ghế nha, ghế rất lớn nha. Không Duy, cái nào về bên phường không Duy ơi. Trường tươi Bình Phước, tự tin chiến thắng. Ôi con đâu có nổi gì đâu, em đi trong hồ ra mà. Anh Đình ơi, cao lên tí đẹp hơn nhá. Cao sạc cái chữ nó đẹp hơn nhá. Không được à? Ê nặng nhỉ, không? Nó sát cái chỗ nặng rồi. À. Đúng rồi, em mới được đi hết hết bồng mông rồi. Còn em nó đang bình luận năm nay ngồi hết bồng mông rồi. Sức nước đẹp nha, sức này anh em nào cứ coi ra tập ra coi nha. Chuẩn bị công phường ra. Là lắp ghế luôn anh ơi. Hồ găng tay của kênh lắp công việc đường khó kêu lắp nè. Thương gì đâu. Em Hồ Ngọc Minh Thư đợt này tham gia bên hội cho vui nha. Bên hội toàn là đực không à, đáng thiểu. Đáng thiểu mày em. Mày em xinh tươi. À, vẽ bạn xong rồi bạn ơi. Đợt này vô là vẽ miễn phí rồi. Đây chuẩn bị làm bàn mở luôn đây. Bến xe còn mới mà. Ừ.
sống nào kỳ sống nào hả? Trống nhá. Rửa tê cái gì mà rửa tê? Mua đi để anh em trong hội cũng vậy phang ầm ầm lên nó mới vui chứ. Mang 4 cái mà nhiều lúc đây ba chủ đây. Không có ai đây thay. Không có ai phụ. Ông nào đề xuất là phải khiến hai tay hai động nha, chứ đề xuất là không khiến không được à. Ông này. Ông này là bu đăng nè, hay đề xuất nhiều nè mà không chịu khiêng nè. Coi xong về mất tiêu. Như tỷ đồ đã tập luôn hả? Trọng hả? Hình như cái ô này xuống dưới bò 6 cái sao má? 6 cái má. Hình như là thảo, à 4 tính thảo ra thì trên 6 cái. Bữa làm tính 6 cái 6 mét má. Mới 18 mới là vậy xong rồi bạn ơi. Nhanh mà, cái này làm nhanh mà. Ngày mai nữa lên để trên này thôi. Nhưng mà mua trước mình xếp 6 cái cho. Cái chỗ để chống đâu có phải gắn ghế đâu nha anh Quảng Nhạc. Mà chúng đề xuất nguyên cái hang là khỏi ghế. Giờ này còn vậy là bên đây khỏi luôn nè.